Chăm ta đẹp đất nó ủy tên trong vụ chiên một bọc sẽ lấy khỏi xa và thị trường. Vì ok, ai có tu gọi mà tế lương tiền là ná, việc lưu tiền. Tu thà là biếp sẽ lấy, caro nơ là biếp sẽ lấy vì nhưng mà mình dễ là cùng đi, mình cùng đi, thì nó sẽ còn tế là dương dễ bị bật tiết đất nó, mình bật đất nó là biếp lục cưng chung cốt là nó cưng. Tại mình biết rồi xí còn nâu tại nâu khoản ba đó thì nó chỉ chôn và hai bên lui miệng cạn chảy đi chắc ok mà thích cái thằng trong tôi lấy data vì muốn đi rồi xí tại mà sang mà thả phơi đôi chụp chụp bốn của riêng thằng trước là đừng tại suy tha ca đại chỉ trong mà rung nâu chỉ nguyên là một tí sẽ lấy không đấy có không có không bọn đi cái chỉ chụp rửa bọn chỉ chụp ý ai bật hàng gì tới Rusi nó câu chuyện cùng đi đấy cùng thấy việc là đại ca là Putin rồi Putin là đại ca là vấn đề ca Ronaldo rồi bọn chỉ chuyện kế bên đấy Serai đây là để còn thao việc đôi Amrit pi mình đôi Brang pi đại kiếm bát và đôi Amrit với nó chưa chết mà vì Serai pi thì ta giải nát một khai ấp đâu nữa và Putin Brang thì bắt sát mày và kia ở Ukraine chỗ ở kia một xin nát còn cất khá ca đài Ukraine vô đây rồi xì bàn nữa này nghe này thá như chia chút tự xác rồi bỏ chẳng ấy chút tự xác mây rồi bỏ rồi xí ở châu tốt ngã chụp vô bỏ khả năng chẳng không đầy chẳng cái nào tiền á biết có mà gian tiền nhóm vì muốn có cưng chất đại à lắm nít còn đâu ta chẳng lẽ thật hát được đây bàn kia rồi xí ở thời sọ cứ đây cũng thế việc thuê Ukraine cả dù Ukraine còn hai chia hai nữa thì là hai chỉ còn cực đáng tha thì tích bật cái tôi đâu chân này là còn giờ nó bị buộc bên đài còn cho tôi hái còn đặt đây vị trí cho Ukraine tôi làm còn ông chỉ cho Ukraine lâu như mình còn hiện Ukraine đam mê ấy còn cực mùi à bằng phong máu bằng chỉ chuẩn tầm lẽ ra bài máu bằng chỉ chuẩn bằng máu Rusia chắc là nó còn sợ bắt thì mùi còn nấu vô chỉ chốt thương chí cho nó thăm ăn nó còn cứ khơi ca phía chân hơi tế còn cứ ở khơi tê rứng tha rồi xí nó bất cả tùy tại là nước Ukraine nó chôn ọt ọt tờ trông thì nó còn tâu ta mà đói phụng đài bảo quản là mấy vô tức đây rồi bỏ rồi xí đại quản cho bà nó thưa chia rồi bà nó hai độ sống ná bà comment bảo mình mấy tha nơi là một thầy lô thì thế từ đó tin tăng như cái air bó tham quan như cái air bó rồi xì hơi hai đôi khi bạn bị chuột chân tha ca bài rồi xì cầm riêng pra một như cái air hay bắn như cái air mau bị kẹt hay bị kẹt ở bên như cái air mình nó lại tin tăng tham quan như cái air để pra một cái gì để pra một con như cái air nó anh không แต่เราได้ลือท้ารัสซีปรานิคลีเอร์มิสซิลนิคลีเอร์กับแต่เมตปรากรอบนิคลีเอร์นิคลีเอร์นั่นคือปราโดนีวีมุตเตจคือเกอเอาปรานิคลีเอร์ต้องบิดบิดเลื่อนบิดคลั่งทางโพลบิดคลั่งในตลอดเมาส์ที่ปราหรือเซลหรือก็เปรนสมูทแบบเช็คไปหายเอาไปรุ่นหรือเบื้องระบอบพีซีสักหน่อยนึงเอาไปตะเลื่อนแต่ประสบการณ์ที่ย้อนดูที่แอร์มาปราวิกอันนั้นเป็นคลั่งเลื่อนคลั่งซึ่งถ้าระดับจับอัตวัตถ์ได้ถึงนะระดับจับอัตวัตถ์นั่นไงนั่นให้แต่เชี่ยอาบุตรทั้งไม่มุ่ยที่ระบอบสีจังก็เมื่อกี้ขมังได้ถึงนะตาก็เมื่อกี้ขมังแต่ที่มุ่ยคือนักอุยเกรนก็บางผลิตอาวุธนักมิสิลสุดท้ายที่บ้านชาติไปได้จังปีนั้นคือวิอาวิ่งต่อจากเก็บนี้อ่ะแล้วบางยื่นอีกท่าวิปริมตรักของแมนมาท่าเต้บังกับบังต่อไปรู้สิหรือกบาลที่ชี้ชวนพ่อไอ้พ่อเต้เราอุยเกรนบังจะวิ่งบังต่อไกลปูสต็อกเปรย์แข่งเปรย์สปีนได้จังไอ้ประสันบาอันนี้ประสันบาเต้ยึดยึดบาเราจับเชียร์ทำไมเอาอิกเรนสำหรับกับจีโยรซีนั่นเต้แม่เต้แต่แบบตามแต่ตามเปรย์มันคลาสเกิดนั่นแหละไอ้ค
ឲ្យជុកមកធ្វើឲ្យមានស្លាកប្រជាជនរុស្ស៊ីទីហោនេះណាបាទជននោះស៊ីតែយើងអត់ចាំបាននោះវានឹងបង្ហាញពីភាពក្តៅក្រហាយរបស់ប្រជាជនរុស្ស៊ីទៅលើលោកពីតែអត់ស្អីទីនេះទៅប្តីការពារប្រជាជនអត់បានចឹងវាអាចចឹងអត់ព្រោះឥឡូវនេះ drone របស់ Ukraine ចូលហួរមកស្គូទៀតទីក្រុងមូស្គូហើយប្រសិនបើ Ukraine លេងទៅរាប់រយបើថា2-300ទីនៅចាប់បានដាក់500ទៅមើលលុយមានតែខ្វះណា Ukraine អាមេរិកបោះពុំយកមកឲ្យបានទៀតបានតែវាខ្វះទេឥឡូវតែច្រើនទៅតែឥឡូវនឹងនិយាយទៅអឺរ៉ុបខ្លួនឯងខ្វះមកណអឺរ៉ុបខ្លួនឯងអាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសព្រៃមិនខ្លះខមមិនមកថាឲ្យជួយមិនអឺរ៉ុបមិនជួយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនអត់ជីជួយអ៊ុយក្រែនស្លាប់ដោយសារវិស័យរបស់រុស្ស៊ីនោះអឺរ៉ុបក៏ខ្វះដែរអឺរ៉ុបក៏ខ្វះដែរគេអាងកប៉ាល់ហោះទេគេអាងយន្តហោះរបស់គេទេពីព្រោះរុស្ស៊ីវានៅឆ្ងាយមកបាញ់មកដល់ប្រទេសរបស់គេនោះគេតិចបានហើយលើអាកាសនោះអានគេទេតែប្រសិនបើរុស្ស៊ីយកអ៊ុយក្រែនបានអានគៀអានយ៉ាប់អានបាញ់ពីដីអ៊ុយក្រែនទៅទៅហ្មងអាឡង់ហោះអីហ្នឹងតែមកឈុចមកឈុចហ្នឹងបានហើយនិយាយជាពិសេសក៏លុយទៅហ្មងអញ្ចឹងបានពួកគេគេប្រឹងជួយអ៊ុយក្រែនណាក៏តែគេនៅទាស់តែមួយទេហេតុអ៊ុយក្រែនបានគេអាមេរិកមិនព្រមបើគ្រឿងខៀវឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់ចូលដីរុស្ស៊ីបានតាមអ្វីដែលមីស៊ីលទៅដល់អានេះដែរជាស្គូទីណាបាទញ៉ពុននេះគេឲ្យបេតូអេមសុវណ្ណរិទ្ធបោកអ៊ុយក្រែនតឹងចិត្តគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យបាញ់ចូលប្រទេសរុស្ស៊ីទេតែពូទីនបាញ់តាមចិត្តចង់ប្រជាជនស្លាប់ច្រើនតែអ៊ុយក្រែនបាញ់គេចប្រជាជនហ្នឹងហើយវាកន្លែងហ្នឹងហើយតែធ្វើឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ទីគុណឋានៈដឹកនាំរបស់គាត់ហ្នឹងណាហើយគាត់ខ្លះគាត់ទីគុណទៅអាមេរិកហ្នឹងហើយថាពីមុនថាអរគុណអាមេរិកទេតែឥឡូវហ្នឹងខឹងអាមេរិកវិញហើយថាអាមេរិកមានចេតនាអាក្រក់ចាំឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនងាប់អស់សិនអានោះបាទឲ្យមានសិទ្ធិបាញ់ចូលដីរុស្ស៊ីនេះអ្វីដែលប្រជាជនអ៊ុយក្រែនកំពុងតែដាវកាយទៀតណាឲ្យគិតអ្វីដែលគាត់គិតបាទមានសគុណឲ្យបេះដូងសជាតិសជាតិបាទឲ្យមានដៃមានណាហងក្រហមបាទមកយាយបាទសុស្ដីមានណាអ្នកសវណ្ណរិទ្ធបាទបងខាង ISW គេថារុស្ស៊ីមិនមានគ្រាប់គ្រប់គ្រាន់មកជួយរំដោះទឹកដីទេអើមិនមានទ័ពគ្រប់គ្រាន់មកជួយរំដោះទឹកដីទេកន្លែងហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែលយើងប្រិមត្តខ្លះក៏គិតឃើញចឹងដែរជាបាត់ក៏គិត50-50ដែរទៀតដែលថារុស្ស៊ីខ្វះតបខ្វះតបដើម្បីមករំលោភភាពហ្នឹងមិនមែនមានយុទ្ធសាស្ត្រទៅសើអីដើម្បីនារីវាអត់បញ្ញាអត់បញ្ញាធ្វើអ៊ុយក្រែនមានបញ្ញាតែមួយគត់គឺបាញ់មីស៊ីលអាឡូរុស្ស៊ីបាញ់ខ្លាំងមែនតើចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្លះមិនចំខ្លះចប់សាលារៀនខ្លះចប់ប្រជាជនខ្លះមកហើយមកហើយធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងក្តៅហើយតែអ៊ុយក្រែនឆ្លើយតបទៅវិញនឹងនៅអត់ទាន់ចំអ្វីដែលប្រជាជនអ៊ុយក្រែនចង់បានអើបើបាញ់មកក្បាលយើងបាញ់ទៅក្បាលគេវិញទៅនេះអ្វីដែលប្រជាជនអ៊ុយក្រែនគាត់